sinh năm 1996. Duy Mạnh với nickname dễ thương, mảnh gắt, có chiều cao 1,8m, đá ở vị trí tiền vệ. Tuy thường xuyên phải tập luyện, Duy Mạnh vẫn sở hữu làn da trắng đốm tim biết bao cô gái. Bạn gái của Duy Mạnh, Nguyễn Quỳnh Anh, là người Hà Nội, sở hữu vẻ ngoài dễ thương. Cô là sinh viên Học viện Ngoại giao và có cửa hàng thời trang riêng. Quỳnh Anh chiếm được tình cảm của rất đông người hâm mộ. 9X thường xuyên chia sẻ những món quà fan dành tặng cho mình. Một điều đặc biệt, Quỳnh Anh là con gái thứ hai của ông Nguyễn Giang Đông, chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn FC, cũng chính là em vợ tiền đạo Văn Quyết của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nguyễn Quang Hải năm nay 21 tuổi, đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội, được mệnh danh là người hùng của đội tuyển. Dù vóc dáng nhỏ nhắn nhưng Quang Hải luôn thể hiện rất xuất sắc trong mỗi trận đấu. Quang Hải đã có bạn gái gần 3 năm là Nguyễn Nhật Lệ, 19 tuổi, quê Quảng Nam. Cả hai không ngần ngại chia sẻ các bức ảnh thân mật trên trang cá nhân. Nhật Lệ hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Cô sở hữu giọng hát khỏe cùng gương mặt xinh xắn. Nhiều fan đánh giá 9X Quảng Nam xinh như hot girl. Cô thường xuất hiện trong hầu hết trận đấu để cổ vũ cho người yêu. Lương Xuân Trường, 23 tuổi, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ghi điểm với khả năng chuyền bóng tốt, sống mẫu mực, biết quan tâm đồng đội. Bạn gái Xuân Trường là Ngô Mai Nhuệ Giang, từng là sinh viên đại học Ramit. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, cách ăn mặc theo phong cách lịch sự và trí thức. Nhuệ Giang, Xuân Trường hiếm khi công khai ảnh thân mật bên nhau. Dựa vào số ít bức hình chụp chung, người hâm mộ có thể nhận ra Nhuệ Giang là bạn gái của Lương Xuân Trường được khoảng 3 năm. Sau cơn sốt U23, Xuân Trường và người yêu gặp phải rắc rối về cách cư xử bị đánh giá là không đẹp. Bạn gái chàng cầu thủ Tuyên Quang có phát ngôn không hay đối với những món quà fan tặng người yêu mình. Thủ môn Đặng Văn Lâm sinh ngày 13 tháng 8 năm 1993, là người mang hai dòng máu Việt Nam, Nga. Nhiều người thường gọi Đặng Văn Lâm với tên thân mật là Lâm Tây. Hiện tại, thủ môn Lâm Tây là người cao nhất đội tuyển Việt Nam với chiều cao 1m88. Không chỉ được chú ý trên sân cỏ, thủ môn Lâm Tây cũng được nhiều fan hâm mộ được yêu mến bởi gương mặt điển trai và thân hình sáu múi không thua kém hot boy nào. Tuy nhiên, thủ môn số 1 Việt Nam cũng khiến nhiều fan nữ tiếc hụi hụi vì đã có bạn gái tin đồn, đó chính là Hiến Xuân, gương mặt quen thuộc trong giới gym và sở hữu lượng theo dõi khủng. Mặc dù chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau nhưng cả hai thường xuyên đăng ảnh cùng một địa điểm và thời gian. Sau khi kết thúc bán kết AFF Cup, một cô hoa hậu không biết từ đâu tin lên tên là Phan Hoàng Thu đã gửi tin nhắn tỏ tình với thủ môn Văn Lâm và công khai tin nhắn này trên mạng xã hội. Thu cũng khẳng định cô không bận tâm đến những lời bàn tán cho rằng cô cố tình du bám sự nổi tiếng của Lâm Tây hay độ hot hiện tại của bóng đá Việt Nam. Vũ Văn Thanh, 22 tuổi, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đá vị trí tiền vệ cánh và hậu vệ biên. Văn Thanh được coi là một trong những cầu thủ đá vị trí tiền vệ hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Nhiều fan tiếc nuối vì chàng cầu thủ quê Hải Dương đã có bạn gái và còn là một cô nàng xinh đẹp. Bạn gái xinh như hot girl của Văn Thanh là Phùng Bảo Trân đến từ Pleiku. Bảo Trân sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cân đối và quyến rũ. Cô hiện không hoạt động nghệ thuật, tập trung cho công việc kinh doanh về làm đẹp. Văn Thanh, Bảo Trân được đánh giá là cặp trai tài gái sắc. Em út đội tuyển U23 Đoàn Văn Hậu, 19 tuổi, câu lạc bộ Hà Nội, mới đây công khai bạn gái đúng vào ngày sinh nhật của anh. Văn Hậu được biết đến là cầu thủ trẻ có chiều cao 1m85, sở hữu nụ cười toàn nắng. Tuy chưa có nhiều thành công trong sự nghiệp bóng đá, nhưng chàng trai quê Thái Bình được đánh giá là cầu thủ có triển vọng tại câu lạc bộ Hà Nội. Bạn gái xinh đẹp của Văn Hậu là Nguyễn Hoàng Anh, 19 tuổi, quê Thái Bình.
có nickname Hoàng Anh Ốc. Hoàng Anh sở hữu làn da trắng, cách ăn mặc cá tính, có gần 10.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Không có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018, nhưng cầu thủ Trần Minh Vương vẫn nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến từ người hâm mộ. Anh từng có màn trình diễn ấn tượng tại giải ASEAN 2018 diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua. Bên cạnh đó, chuyện tình đẹp của Minh Vương và bạn gái Nguyên Nguyên 24 tuổi cũng gây chú ý. Mới đây, đôi trẻ kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Người yêu xinh đẹp của Minh Vương quê Pleiku, Gia Lai, nhưng hiện định cư cùng gia đình tại Alabama, Mỹ. Trong 3 năm hẹn hò, chàng cầu thủ và bạn gái có hơn 2 năm yêu xa nhưng tình cảm vẫn rất tốt đẹp.